Tại Việt Nam, tem đã xuất hiện vào năm 1945, nhưng đến năm 1976 mới bắt đầu có một dòng tem chính thức. Và cũng từ đó, thú chơi tem của người Việt bắt đầu hình thành và trở nên sôi nổi. Đến nay, với sự ra đời của nhiều hệ thống thư điện tử và những hoạt động thông tin nhiều chiều, thú chơi tem đã được chuyển hướng từ truyền thống sang cách chơi tem công nghệ, thông qua hình thức sưu tầm bằng Internet. Nên hiện nay thì cái công nghệ của Internet nó giúp cho cái việc chơi tem đó mở rộng theo hướng toàn cầu hơn. Và cái người mà người kinh doanh tem đó thì rất là rộng và họ bán online rất là chạy. Thì tem nó rất là hay. Tem là như là một cái cuốn từ điển nhỏ vậy đó, một cuốn sách nhỏ vậy đó. Từ con tem, mình nhìn những con tem và mình tìm hiểu. Đối với những người chơi tem, con tem không chỉ đơn giản nằm trong góc bì thư, mà những chiếc bưa hoa ấy còn có tâm hồn riêng và là một công trình nghệ thuật tinh tế. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, thú chơi tem ngày càng được mở rộng ra phạm vi toàn cầu, xu hướng chơi tem cũng không ngừng thay đổi để bắt kịp với xu hướng thế giới. Chính vì vậy, tem Việt Nam cần có những bước đổi mới, sáng tạo để thu hút người chơi.